sáng tràn đường phố nơi tôi ở từ thơ bé. Về cái chuyện các bạn chuyện vừa được đi học vừa rồi, thì mình vẫn là sinh viên năm nhất trên một thời trường, chúng mình chuẩn bị được ngoài. Là dần phải hỏi cho mình hơn, nhưng mình sẽ tìm thật học vừa án lên, đòi hỏi tư duy, và thấy rằng trên đường tư duy của mình, và từ khi học bất kỳ môn tư học nào, thì điều đầu tiên mình thật bằng tình tự chuẩn kế bản lý, là những thực tế kỹ thuật về học sự sạch toán, học sự đề cập, sau đó học được, là tập bên được nâng cao, vừa chuyển thật chứng mạng và đọc sách đối tập và sách tham khảo. Thì việc học, hồi đi học thì mình xác định là học từ năm lớp 10 là đi kiểu thức. Hồi đi đại học mà học trải xuyên sự và tháng năm. Thế đó có thì quán nhiều của mình đang học đến đâu thì chắc đến đấy chỉ có thời gian học đủ đau là như các trình nữa. Và khi mà đi đại học của mình thì được chẳng có bán giai đoạn thứ nhất là đang học kiểu thức của bản mình. Thì rất nhiều người hỏi mình liệt giải đề từ khi nào và tìm đề đấu thì mình cũng xin trả lời luôn và giải đoạn lượng dừng khi mà các bạn đạt được 70% kiến thức mà các bạn học được ở đề sản phẩm thì mình cũng học hành liệt giải đề từ đấy và phải thời điểm thực hiện nhất để là tháng 12 khi mà hầu hết các bạn học bạn đã được học và gần sắp đó là mấy ngày sẽ là cái thằng mình nghĩ là cái thường trực giải đề thì các bạn cũng không cần phải làm quá nhiều đề bởi vì có nhiều đề sẽ làm cho các bạn lộn xộn các kiến thức thì mình chỉ cần khoảng 15-20 đề thôi thì trong 15-20 đề như thế thì mình nghĩ các bạn nên là chọn lọc những cái đề mà học đích thường xuyên sắp từ các cấu trúc, sắp từ cấu trúc của bộ giáo dục và các bạn cũng có thể tìm các bạn có thể tham các tham khảo về giải đề trên mạng như là học mã trở về hoặc là các bạn cũng có thể báo đề ở các trên các trang như viếu nét trở về vn hoặc trở mọi người. Mình nghĩ là chỉ cần với 15 đề thì các bạn đã đủ các cái phương pháp và các kỹ năng để làm một cái đề hoàn thiện. Thì theo khi mình làm đề thì mình không làm ra đáp án, có nghĩa là mình không quan trọng cái việc làm ra đáp án mà mình quan trọng cái việc làm như thế nào cho nhanh. Vậy thì các bạn luyện đề khi nào mà đau đáp đề ở đâu thì mình nghĩ là khi mà các bạn đạt được 70% kiến thức mà mình học được ở từ trong sách vở thì các bạn nên luyện đề và cái thời điểm thích hợp nhất đấy là tháng 12. Và mình thì không làm nhiều đề lắm đâu, mình chỉ làm tầm 15 đến 20 đề thôi. Và mình cũng không đè nặng cái việc là làm quá nhiều đề, tại vì khi mà làm quá nhiều đề thì các bạn sẽ bị lộn xộn tất cả các đề với nhau. Và các đề với nhau thì nó sẽ có một cái điểm chung chung nào đấy thì các bạn chỉ cần làm điểm riêng. Mình trong 3 môn học thì mình yêu thích là môn lý, do đó thì bây giờ mình chỉ đã chia sẻ kỹ thuật học thức của mình thôi. Thì môn lý đặc thù khi của môn lý là tập trung hình thức của 12, nhưng còn không vì thế mà các bạn lừa 11 câu học không được lý. Tại vì ở 12, ví dụ như học giao động điều hòa, học giao động cơ, học giao động cơ thì các bạn cũng phải có một cái kiến thức nền từ phần cơ học lớp 10. Sau đó mình nghĩ là lớp 10 một sẽ là nền tảng để các bạn có cái niềm yêu thích môn vật lý rồi và để học tốt môn vật lý thì mình nghĩ là các bạn nên nắm chắc lý thuyết trước. Và môn vật lý thì có rất nhiều cái hiện tượng vật lý, do đó các bạn phải nắm được hết. Và mình thấy là ở trong sách giáo khoa thì nó cứ thuyên hàng lên thì các bạn nên là trên YouTube hoặc là lên các trang diễn đàn của vật lý để xem các hiện tượng cho nó
đi sâu vào tiềm thức của bản thân. Thì như thế thì khi mà làm một bài tập tập lý thì bạn sẽ có được cái hình dung, cái sơ lược về cái hiện tượng, từ đó các bạn chỉ cần áp dụng toán, áp dụng công thức, các bạn sẽ giải đáp thôi. Và mình thấy là hầu hết các bạn không giải được đề nghị là do các bạn không hiểu hiện tượng, thì không biết các bạn giúp được. Mình tâm đắc nhất là ban quyển sách của thầy Chu Văn Biên và một quyển bổ luyện dạng đề trước kỳ thi của thầy ấy, thì mình thấy ban quyển này rất là hay, có cả bình luận và các cách giải nhanh, các phương pháp. Mình nghĩ là để bài toán điểm thì các bạn nên học trong ban quyển sách của thầy Chu Văn Biên, và các bạn nào muốn 9 điểm 10 thì các bạn nên thường xuyên lên các cái diễn đàn vật lý, ví dụ như là thư viện vật lý, vật lý phổ thông, VLN.vn. Ngoài ra thì mình cũng thường xuyên lên các group học tập ở trên Facebook để cập nhật cái những câu hỏi mới mà sách tham khảo mà chưa đưa vào. Cái môn lý thì có rất là nhiều công thức, cho nên là các bạn không thể nhớ được tất cả công thức đó đâu. Thì mình nghĩ là các bạn nên là khi mà làm một bài tập gì thì các bạn tự xây dựng công thức cho mình, chứ không lấy công thức của ở trong sách từ lớp phải bạn nhớ, như vậy các bạn sẽ không bao giờ nhớ được, mà có nhớ được thì cũng lộ từ công thức này sang công thức kia mà thôi. Thì khi nhớ công thức thì mỗi bạn cũng nên là tự nghĩ ra cái thứ riêng của mình để tìm nó mới ăn sâu vào công thức. Vẫn bắt chuyện với mọi người để tạo một cái không khí cởi mở, và có thể là trong lúc thi thì có thể giúp đỡ nhau chẳng hạn. Đấy là mình nói nhỏ này. Rồi là và trong lúc các bạn làm thì bài thi thì đừng có quan sát người xung quanh, tại vì họ làm nhanh chưa chắc là đúng, mình làm chậm nhưng mà đúng. Và khi các bạn lúng túng thì các bạn nên bỏ khi các bạn gặp một câu mà các bạn không giải được thì các bạn bỏ câu ấy đi, và tí nữa còn thời gian thì mình quấn lục hoặc là đọc lại cũng được. Và khi các bạn cầm một cái đề thì các bạn thường kêu đề dài, các bạn lúng túng trước khi ngập, các bạn lúng túng trước khi đọc một cái đề như thế, thì mình luôn nghĩ là một cái đề chỉ có 50 câu mà thôi, dù gì cũng 50 câu, có khó hay dễ thì nếu như khó quá thì mọi người cũng chẳng làm được. Do đó là mình cứ bình tĩnh giải từ đầu đến cuối thôi. Và gặp câu nào khi mà mình giải đề thì mình giải từ đầu đến cuối, gặp câu nào khó thì mình bỏ, chứ mình không giải. Mình đang bắt đầu bắt tay cho cái việc mình đi đại học, và mình nghĩ đó là một việc đối với mình, là mình đang mục tiêu để mình đối với mình đã làm việc thì mình thì các bạn sẽ được Chúc các bạn thành công trong việc này.